rồi mai cũng thế thôi. Đường tắt vẫn cứ tắt vẫn thế rồi. Ai cũng bấm bấm cho đều tay, ai chẳng mong tránh xa nơi này. Cũng thế thôi, cũng thế rồi. Ai chẳng mong thoát ra khỏi đây, ai chẳng mong tránh xa nơi này. Đây, mọi sinh hoạt của tôi đều gắn liền với chiếc xe lăn. Tai nạn giao thông cũng đã cướp đi hai chân của tôi. Đập đầu xuống đường và điều trị 2 tháng là hậu quả tôi phải hứng chịu do tai nạn giao thông. Những vụ tai nạn giao thông đã ám ảnh cháu suốt một thời gian dài. Kính thưa quý vị, hơn 18.000 vụ tai nạn giao thông làm cho hơn 7.000 người thiệt mạng và hơn 15.000 người bị thương là những con số thống kê về tai nạn giao thông 11 tháng đầu năm 2017. Số lượng này có giảm thiểu so với năm trước, tuy nhiên vẫn không khỏi làm chúng ta cảm thấy nhức nhối. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay nữa thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ của chúng ta và những nhân vật vô cùng đặc biệt. Họ chính là những nạn nhân của tai nạn giao thông mà ngày hôm nay bằng câu chuyện của cuộc đời họ đã chuyển tới chúng ta những cảm xúc vô cùng chân thành. Kính thưa quý vị, những nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông, họ là ai? Phần lớn đó là những người trẻ và hậu quả sau mỗi vụ tai nạn giao thông để lại là những nỗi đau cho biết bao gia đình, là gánh nặng không nhỏ với cộng đồng xã hội. Liên hoan phim về an toàn giao thông năm nay nhắm tới nhóm đối tượng chính là thanh thiếu niên và tạo tiếng nói lan truyền mạnh mẽ đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với lễ trao giải của ngày hôm nay, cùng với rất nhiều những câu chuyện đặc biệt, chúng tôi muốn xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của những quý vị khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Xin được trân trọng giới thiệu ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của các đại diện đại biểu các bộ ban ngành trung ương, Ban An toàn Giao thông các địa phương, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và thành phố Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, và liên hoan phim ngày hôm nay cũng xin được nồng nhiệt chào đón các đơn vị, các tác giả đã tham gia liên hoan phim. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn sự hiện diện của những vị khách quý. Kính thưa quý vị, liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là giải thưởng uy tín và đã bước sang năm thứ 10 tổ chức. Thực sự đã thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Kính thưa quý vị, liên hoan phim góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Có thể nói, liên hoan phim của chúng ta là bức tranh hiện thực của giao thông Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, gần gũi với mọi người dân trên cả nước. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình tổ chức của liên hoan phim vô cùng có ý nghĩa này. Sau 2 tháng phát động, liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ 10 năm 2017 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên đã đi đến vòng chung khảo. Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 142 bộ phim thuộc các thể loại khoa giáo, phóng sự, clip ngắn. Các tác phẩm lần này có số lượng vượt trội, thể hiện được những vấn đề mang tính thời sự của thanh thiếu niên. Liên hoan phim này cũng xây dựng một cái phong trào cho những cái người, những cá nhân, những cái tập thể có cái đam mê điện ảnh và cũng có những cái tâm huyết với cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cơ sở để có thể hoàn thiện và tổ chức những cái lần liên hoan phim tiếp theo nó tốt hơn và chất lượng hơn và thu hút được đông đảo đối tượng tham gia hơn. Điểm mới của liên hoan phim lần này là chủ đề về thanh thiếu niên. Chính vì vậy, ban tổ chức rất khuyến khích các tác phẩm phản ánh chân thực đời sống giao thông của giới trẻ, giàu tính điện ảnh, có tính hài hước, hóm hình. Trong đó có nhiều đề tài mang tính phát hiện. Liên hoan phim về an toàn giao thông này nên là cuộc sáng tác của những người nghiệp dư, bởi vì chỉ có những người nghiệp dư thì mới có thể chộp bắt được tất cả những cái nóng hổi về các cái vụ án tai nạn giao thông, và chính họ sẽ tuyên truyền rất mạnh mẽ về cái việc an toàn giao thông. Hầu hết các phim phóng sự dự thi đều đảm bảo yêu cầu, riêng đối với thể loại clip ngắn TVC, chất lượng còn hạn chế. Mặc dù vậy, đó vẫn là một nét mới của kỳ liên hoan phim năm nay. Chất lượng kỹ thuật, chất lượng hình ảnh về chuyên môn làm báo hình còn phải cố gắng rất là nhiều, thì cái giá trị cả về giáo dục, giá trị cổ động và giá trị phổ biến nó cao hơn rất là nhiều. Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy sáng tạo nghệ thuật của thanh thiếu niên về an toàn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và ý thức tuân thủ luật giao thông. Chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những thành công mà liên hoan phim đã đạt được trong suốt những năm qua. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chúc cho liên hoan phim năm nay, năm 2017, sẽ tiếp tục có thể phát huy được thế mạnh của mình và lan tỏa thông điệp nhân văn tới cộng đồng, đặc biệt là những ai tham gia giao thông. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức liên hoan phim sẽ lên trên sân khấu phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Kính thưa ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Thưa toàn thể quý vị, Liên hoan phim quốc tế về an toàn giao thông là hoạt động truyền thông có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bắt nguồn từ sáng kiến của Cục Cảnh sát Giao thông, được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
và Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức bắt đầu từ năm 1997 với tên gọi là Liên hoan băng hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc lần thứ nhất. Tiếp đó, Liên hoan phim được tổ chức 2 năm một lần, tới năm 2012 là lần thứ 9. Trải qua 9 thời kỳ Liên hoan phim với những thành công to lớn, có thể thấy đây là hoạt động góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của các tầng lớp nhân dân. Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ 10 được tổ chức với thông điệp xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, có thể xem như lời kêu gọi, khơi gợi trong thế hệ trẻ có một cách nghĩ, cách làm mới về phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, Liên hoan phim năm nay đã có trên 140 tác phẩm dự thi ở 3 thể loại: phóng sự, khoa giáo, clip ngắn của các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc. Điều này đã cho thấy sự quan tâm, đầu tư nghiêm túc và tâm huyết đối với vấn đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Chúng ta đã có những khoảnh khắc tươi mới thể hiện sự khám phá, nhiệt huyết của các bạn thanh thiếu niên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cũng có những phút giây lắng đọng, trải lòng với những thước phim phóng sự chân thực, xúc động về những hoàn cảnh éo le do tai nạn giao thông gây ra. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng những thông điệp và những giải pháp được truyền tải trong liên hoan phim lần này sẽ góp phần tạo ra cách tiếp cận những vấn đề về trật tự an toàn giao thông một cách gần gũi, giúp chúng ta nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông trong thanh thiếu niên và trong toàn xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trẻ trên một hành trình an toàn, hành trình của tương lai tươi sáng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân đã quan tâm tạo điều kiện để tổ chức thành công Liên hoan phim lần thứ 10. Đặc biệt cảm ơn sự chỉ đạo chặt chẽ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và sự cố gắng của cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Giao thông trong công tác tổ chức Liên hoan phim. Xin cảm ơn công ty ô tô Toyota Việt Nam đã đồng hành, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm xã hội đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Xin cảm ơn ban giám khảo, các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc đã hưởng ứng, quan tâm, tham gia liên hoan phim lần này. Xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ 10 năm 2017 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Xuân Đức. Kính thưa quý vị, Liên hoan phim về an toàn giao thông năm nay được tổ chức với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với 3 thể loại phim tham dự, bao gồm phóng sự, khoa giáo và clip ngắn. Thưa quý vị, trong quá trình chấm giải các tác phẩm của Liên hoan phim, chúng tôi không khỏi xót xa khi lắng nghe những câu chuyện, những mảnh đời của những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm. Chính vì vậy mà ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi bật tín hiệu đèn đỏ cảnh báo. 3, 2, 1. Thưa quý vị, đèn đỏ cảnh báo giống như là một lời nhắc nhở tất cả chúng ta cần phải cẩn thận và cẩn trọng hơn khi mà tham gia giao thông. Và đây cũng là lời cảnh báo mà nhiều tác phẩm tham gia dự thi liên hoan phim năm nay đề cập tới. Kính thưa quý vị, có thể nói là tai nạn giao thông đã để lại những hậu quả không chỉ về mặt vật chất, tinh thần, tính mạng mà còn là nỗi đau dai dẳng, đeo đuổi suốt cả cuộc đời của rất nhiều các số phận. Và còn đáng tiếc hơn khi nạn nhân lại chính là những em nhỏ, những chủ nhân tương lai. Câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị trong phóng sự sau đây sẽ là một ví dụ trong hàng chục các tác phẩm tham dự.
giờ ra chơi ở lớp 1C trường tiểu học thị trấn An Lão, Hải Phòng. Chỉ còn một mình Vũ ở lại trong lớp. Và ngày nào cũng thế, điều mong mỏi lớn nhất của Vũ đó là được chạy nhảy vui chơi giống như các bạn. Một năm trước, chỉ một phút bất cẩn, không để ý trông cháu, bà và mẹ đã vô tình để Vũ chạy ra lòng đường và bị một chiếc xe tải cán qua chân. Mỗi khi mà nhìn thấy cháu ngồi thì còn đỡ, khi cháu nằm ra thì tôi nghĩ rất buồn mà rất là ân hận. Cứ trái nắng trở trời, lòng bà lòng mẹ lại như thắt khi nhìn thấy Vũ đau đớn. Và những đau đớn về thể xác sẽ còn theo bé tới tuổi trưởng thành, bởi bé vẫn còn phải phẫu thuật cắt xương 5 lần, thậm chí nhiều lần hơn nữa, để khi xương phát triển sẽ không làm đau phần mềm. Tôi và mẹ nó chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh cháu bị như thế là không thể quên được. Nó ám ảnh ở trong lòng này, có lẽ đến chết cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh đấy. Lúc ở bệnh viện con mắt trái con đau con ngồi, thì bố con đến ông ngồi con hỏi là sao các bạn ở bệnh viện lại có chân mà con không có chân. Bố con khóc, xong bố con ra ngoài, bố con đứng. Lúc mưa sau này con lớn lên con sẽ làm bộ đội giống bố con. Thưa quý vị, có ai không cảm thấy xót xa khi mà lắng nghe ước mơ của em bé? Và có ai không cảm thấy xót xa khi mà nhìn thấy nụ cười vẫn rất trong trẻo và hồn nhiên của Vũ? Thưa quý vị, lúc này đây thì Hạnh Phúc đang có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để trò chuyện với các tác giả tham gia liên hoan phim năm nay. Và bên cạnh Hạnh Phúc lúc này là chị Bảo Linh, tác giả của tác phẩm mà chúng ta vừa được theo dõi vừa rồi ạ. Xin chào chị. Khi mà thực hiện phóng sự vừa rồi, điều gì là khó khăn nhất khi mà chúng ta tác nghiệp? Với một phóng viên cũng làm trong cái lĩnh vực theo dõi về an toàn giao thông như tôi thì khoảng 9-10 năm. Thế nhưng mà khi mà tiếp xúc với cả gia đình cháu cũng như là cháu chính là nạn nhân như thế thì cái khó khăn nhất mà tôi va phải đấy là cái phải thuyết phục gia đình. Tại vì gia đình cháu là cũng không muốn khơi gợi lại cái nỗi đau, mà nỗi đau này là cái nỗi đau mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và bản thân cháu cũng thế, khi mà tiếp cận với cháu thì từ lúc nói chuyện cho đến lúc mà cháu chịu trả lời phỏng vấn thì mất cũng hơn nửa ngày. Và lúc đấy là phóng viên như tôi là cũng phải dở đủ các trò như là chơi với trẻ con, phải tiếp cận cháu gần như là mình phải biến mình thành một cái bạn cũng tầm tuổi đấy, phải để mà nói chuyện được với cháu, để mà cháu chịu chia sẻ những cái tình cảm, tâm tư tình cảm của cháu với mình. Tôi nghĩ là nhiều tác giả khi mà tham dự liên hoan phim năm nay cũng sẽ có chung cảm xúc với chị Bảo Linh về những khó khăn vừa rồi, và để có được những câu chuyện truyền tải đến quý vị khán giả thực sự là một điều không dễ dàng khi mà thuyết phục các gia đình gây ra tai nạn giao thông và kể cả những gia đình chịu hậu quả từ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin phép cùng với quý vị sẽ cùng giao lưu với chị Phan Thị Thanh Thảo đến từ Vĩnh Long, cũng là một trong những tác giả tham dự liên hoan phim năm nay với tác phẩm là Giá Như, kể về câu chuyện thanh niên không có giấy phép lái xe nhưng mà điều khiển các phương tiện tham gia giao thông với ý thức vô cùng chủ quan và hậu quả là gây ra tai nạn giao thông và nhận án tù là hơn một năm. Thưa chị Thanh Thảo, khi mà thực hiện phóng sự này, điều gì khiến cho chị cảm thấy trăn trở và suy nghĩ nhất? Dạ, cái điều mà làm cho tôi cảm thấy trăn trở nhất là khi vào trại tạm giam, nhìn những cái gương mặt các em còn rất là non trẻ mà phải chấp hành án bởi vì gây tai nạn giao thông khi không có giấy phép lái xe. Nhìn các em, tôi cảm nhận được cái sự hối hận của các em, và nhìn được cái tuổi đời còn non trẻ như vậy thì cái tương lai còn rất là dài, và tôi cảm thấy rất là xúc động. Tuy nhiên với cái thời lượng mà phóng sự ngắn như vậy á, thì tôi không thể truyền tải hết được những cái cảm nhận của mình về cái sự hối hận của các em, cho nên là tôi đặt cái tên phóng sự của mình là Giá Như. Còn rất là nhiều cái điều mà tôi còn muốn chia sẻ nữa, thế nhưng mà trong cái mong rằng qua cái phóng sự của mình, của tôi dự thi hôm nay, thì tôi sẽ
các em, nhất là các thanh thiếu niên sẽ thấy được những cái hậu quả của tai nạn giao thông gây ra mà em tránh. Và hy vọng rằng là thông qua những tác phẩm báo chí mà các tác giả tham dự liên hoan phim năm nay gửi đến cho liên hoan phim thì đây sẽ là lời cảnh báo đến với tất cả cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ, để cho tất cả chúng ta khi mà tham gia giao thông sẽ không bao giờ phải nói giá như. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các tác giả đã gửi những cái tác phẩm của mình tới với liên hoan phim của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mỗi một đề tài, mỗi một nhân vật khi đến với liên hoan phim thì đều ẩn chứa trong đó những câu chuyện của riêng mình. Và các tác giả của chúng ta thì đã phải mất cả một thời gian rất dài để có thể đeo đẳng được câu chuyện và tiếp cận, khai thác nội dung của chính câu chuyện đó. Vâng, thế mới thấy là những cái tác phẩm khi gửi tới liên hoan phim của chúng tôi công phu dường nào. Và bây giờ có lẽ là không để cho quý vị phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với clip hạng mục đề cử đầu tiên của thể loại phóng sự. Hạng mục đề cử phóng sự. Một nhóm tình nguyện tại tỉnh Đồng Nai được thành lập bởi những nạn nhân của tai nạn giao thông, từng trải qua khoảnh khắc sinh tử. Nay họ túc trực trên quốc lộ 51, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn. Biệt đội SOS 117, tác phẩm của nhóm tác giả Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Tuyên truyền về an toàn giao thông bằng sáng kiến mũ bảo hiểm thông minh, một sáng kiến của thầy và trò trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh. Đó chính là nội dung mà tác giả Nguyễn Bá Trinh, tỉnh đoàn Quảng Ninh thể hiện trong tác phẩm của mình. Giá như, tác phẩm của nhóm tác giả đến từ Công an tỉnh Vĩnh Long. Giá như đưa người xem đến với những phạm nhân trẻ tuổi vì gây tai nạn mà vướng vào tù tội, là lời thốt lên đầy hối hận của những người làm cha mẹ khi để con cái điều khiển xe mô tô quá sớm. Tác phẩm Giá như có chiếc áo phao đưa người xem đến với miền sông nước Cà Mau. Vợ mất chồng, bố mẹ mất con, những giọt nước mắt hối hận muộn màng bởi thói quen coi thường thủy thần được khắc họa trong tác phẩm của nhóm tác giả Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau. Em rất là ân hận tuổi trẻ thanh niên bị như thế này, làm tội cha tội mẹ. Đó là lời hối hận muộn màng của chàng thanh niên trẻ vì bốc đồng khi đi xe mô tô bị tai nạn liệt giường. Cha mẹ phải bán đất bán nhà để chữa trị cho con, căn chòi tạm bợ trở thành nơi sinh sống của cả gia đình. Tác phẩm của nhóm tác giả Công an tỉnh Gia Lai và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị, đó là những đề cử và trên tay của chúng tôi lúc này đã có kết quả trong tấm phong bì này, thưa quý vị, và xin được nhường lại quyền công bố giải nhất thể loại phóng sự cho MC Thị Vân ạ. Vâng, bản thân tôi thì cũng đang rất là hồi hộp bởi vì chúng ta đã xem các cái hạng mục đề cử đúng không ạ? Tác phẩm nào cũng có những cái câu chuyện riêng có của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của liên hoan phim hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có một tin vui là chúng ta có tới hai giải nhất, thưa quý vị. Vâng, hạng mục phóng sự gồm hai giải nhất. Xin được chúc mừng cho nhóm tác giả với tác phẩm Hối hận muộn màng, tác giả Trần Công, Quốc Thành, Ngọc Ánh, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Gia Lai, và tác giả Siêu Thu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai. Và phóng sự tiếp theo đó là tác phẩm Biệt đội SOS 117, nhóm tác giả Phạm Hữu Đức, Lê Nam Hải, Mai Văn Thành, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được mời nhóm các tác giả sẽ lên trên sân khấu để nhận giải thưởng. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, và ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam, lên trao giải nhất ở thể loại phóng sự. Trân trọng kính mời. Quý vị, trên sân khấu lúc này chính là các tác giả đại diện cho các tác giả đã đạt giải phóng sự giải nhất của chúng ta trong liên hoan phim năm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì họ đã được vinh danh vì những thành tích, những đóng góp, và đã đem tới cho liên hoan phim của chúng ta một tác phẩm vô cùng tuyệt vời.
và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các tác phẩm đã được vinh danh giải nhất trong liên hoan phim của chúng ta năm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng cho các tác giả và xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Toru Kinoshita, Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và xin mời hai đại diện của tác giả sẽ bước tới khu vực sân khấu để chia sẻ cảm xúc của mình. Xin mời anh ạ. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, kính thưa khán giả truyền hình cả nước, hôm nay tôi xin đại diện nhóm tác giả của đài truyền hình Đồng Nai có phóng sự đoạt giải tại liên hoan phim lần này. Lần đầu tiên tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho những người làm hình, làm truyền hình chúng tôi có cơ hội để giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về truyền hình, đặc biệt là về truyền hình về an toàn giao thông. Qua cái phóng sự mà nhóm tác giả chúng tôi thì muốn gửi đến các bạn trẻ cả nước một thông điệp là hãy chung tay đảm bảo an toàn giao thông. Xin hết, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho các anh. Và không biết là anh có niềm vui gì muốn chia sẻ cùng với chúng tôi không ạ? Một lời chia sẻ ngắn gọn dành cho tất cả quý vị đang có mặt tại đây ạ. Trước hết, thay mặt cho Phòng Tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức liên hoan đã tạo điều kiện chúng tôi để tham gia một cái chương trình rất có ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Và chúng tôi cũng nói rằng là một trong những cái lực lượng tham gia của lực lượng công an tham gia vào cái binh chủng tuyên truyền về an toàn giao thông. Chúng tôi rất vui mừng là đến với liên hoan lần này, chúng tôi cũng rất bất ngờ là được nhận một cái giải khá là cao. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất buồn. Buồn ở chỗ là chúng tôi mang đến thông điệp buồn. Mong rằng là trong những cái thời gian tới và trong cái những kỳ liên hoan tới, chúng tôi và đặc biệt là của Gia Lai sẽ mang đến những thông điệp vui hơn, là để chuyển biến tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung, và cũng mong rằng là trên địa bàn cả nước chúng ta sẽ có nhiều thông tin vui hơn trong các kỳ liên hoan tới. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn đại diện cho các tác giả, xin được chúc mừng các anh. Kính thưa quý vị, hẳn là quý vị vẫn còn nhớ một trong những phóng sự đợt giải của chúng tôi, đó là phóng sự biệt đội SOS 117, và trong đó thì có nhiều nhân vật vô cùng đặc biệt. Anh Hạnh Phúc, có phải anh đang đứng cạnh một nhân vật rất đặc biệt phải không ạ? Thưa quý vị, từ nãy đến giờ thì Hạnh Phúc cùng với nhân vật đặc biệt này đã đứng lên để chúc mừng cho nhóm tác giả đạt giải biệt đội SOS 117. Và thưa quý vị, đây là một trong những nhân vật chính trong phóng sự vừa rồi. Đội trưởng biệt đội SOS 117, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón anh Nguyễn Hữu Lợi. Xin chào anh ạ, và bây giờ thì chúng tôi xin được dành cho anh một số câu hỏi rất là nhanh ạ. Thứ nhất là biệt đội của mình có bao nhiêu người ạ? Dạ, biệt đội của mình đến thời điểm hiện tại là có hơn 30 người ạ. Có, các anh có ý định là tăng số lượng này lên không ạ? Dạ, luôn muốn tăng và nhân rộng ạ. Với riêng anh thì anh định gắn bó với công việc này bao nhiêu năm nữa? Riêng mình thì tuổi trẻ là phải cống hiến, và mình cống hiến vì tuổi trẻ Đồng Nai sẽ hết mình đến khi nào mà không còn sức khỏe, và sẽ để cho các bạn trẻ tiếp bước ạ. Thêm một câu hỏi hơi riêng tư một chút xíu ạ. Không biết là anh Lợi có gia đình riêng chưa ạ? Dạ chưa ạ, mình cũng còn trẻ nên chưa có gia đình ạ. Thế là nhiều cô gái đang theo dõi chương trình ngày hôm nay là đang rất chờ đợi anh đấy. Nhưng mà anh có người yêu chưa ạ? Dạ người yêu thì có rồi ạ. Thôi mấy cô gái lại thất vọng rồi. Nhưng mà hỏi như thế là để Hạnh Phúc muốn hỏi anh rằng là biệt đội của chúng ta thường xuyên là phải hoạt động vào ban đêm đúng không ạ? Không biết là người yêu của anh thì có hay ghen tuông hay là giận dỗi gì nếu mà anh phải đi sớm về khuya không ạ? Dạ cũng phải thông cảm ạ, vì công việc này rất mang tính nhân văn của xã hội ạ. Chắc chắn là như vậy rồi, và thêm một lời chúc dành cho nhóm tác giả đến từ đài truyền hình tỉnh Đồng Nai được không ạ? Dạ em cũng cảm ơn anh đã khơi nguồn cảm xúc cho đội nhóm tụi em, vì hoạt động này rất là âm thầm và đến ngày hôm nay tụi em có mặt ở đây. Và em chúc cho đài truyền hình Đồng Nai của chúng ta sẽ luôn đi xa hơn và tuyên truyền an toàn giao thông và văn hóa. Dạ. Chúc cho anh Lợi cùng với đội nhóm của mình sẽ luôn mạnh khỏe và sẽ tác nghiệp
trên các cung đường thật là tốt hơn nữa để có thể cứu giúp được nhiều người hơn nữa, đặc biệt là giúp cho mọi người an toàn khi mà tham gia giao thông. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, em xin cảm ơn mọi người ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh Hạnh Phúc cũng như là những quý vị khách mời đã đem đến cho chúng tôi những câu chuyện mà ở đó có lẽ tất cả quý vị khán giả khi theo dõi cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Bản thân anh Lợi thì là một người đã từng bị tai nạn giao thông và anh hiểu khó khăn của những nạn nhân khi mà ở trên đường gặp tai nạn giao thông. Cuối cùng thì biệt đội SOS 117 đã ra đời để có thể giúp đỡ được rất nhiều những người mà đã không may gặp nạn. Kính thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc chiến chống lại tai nạn giao thông và những hệ lụy mà nó gây ra, còn có sự chung tay của rất nhiều những nghệ sĩ, những người nổi tiếng. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe chính những câu chuyện mà họ chia sẻ. Điều đặc biệt là họ cũng đã từng gặp phải tai nạn giao thông. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Chí Trung và ca sĩ Sĩ Luân. Em tên là Giao Văn Thông. Rất nổi tiếng với vai Táo Giao Thông trong các chương trình gặp nhau cuối năm. Thế nhưng, chính nghệ sĩ Chí Trung cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại gặp tai nạn giao thông. Năm nay có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? 5-6 năm rồi. Tôi có đi học ở trong Cầu Giấy, Mai Dịch. 6 giờ sáng nghĩ có ai đâu. Cảm thấy có một cái ai nó đi ngang qua đường. Thế là mình đang phóng nhanh vào, mình bỗng nhiên mình phanh kít lại. Thế là lộn phộc luôn một phát ra trước. Thế là ngược đập cái gương trước, gương vẫn còn nguyên, xe nó chỉ hơi vẹo, đổ vật xuống, tôi văng ra phía trước. Nhưng bắt đầu thấy đau ngực, thế một bác sĩ cầm một tờ giấy chạy ngược ra bảo anh gãy 5 xương sườn. 3, 4, 5, 6, 7. Gãy rời hết. Và tôi nằm thêm 3 tháng nữa. Hoặc là trời hơi chuyển rét là đau, là khó thở, hơi thở không lên, mặc dù lành rồi đấy. Tai nạn giao thông thì không chừa bất cứ ai trên hành tinh này. Chúng ta có thể tránh được nếu chúng ta có ý thức thương chính mình. Bạn không thương bạn thì ai thương mình? Mình còn không thương mình thì ai thương bạn? 8 năm trước, cú đâm xe kinh hoàng đã khiến Sĩ Luân vỡ xương hàm, xẻ gò má. Và phải đến 20 ngày sau, anh mới tỉnh dậy. Khi mình biết mình sống dậy, mình được chạm, mình được cảm thấy thở được. Nhưng mà hoàn toàn là mình giống như em bé, là mình không biết mình là ai, mình không biết mình đến từ đâu. Và mình có cảm giác nó bị mơ hồ, rất mơ hồ và sợ nguy hiểm. Và đi thì hay bị lạc đường. Bây giờ thì trong mình luôn luôn có một cái ngọn lửa mà nó cháy liên tục. Vì sống được một giây, sống được một phút là một sự quý giá. Đừng bao giờ cho mình giây phút buồn, bi quan hay nghĩ về chính mình nhiều quá. Sẽ luôn luôn cảm thấy là nhiệm vụ của mình là phải làm việc nữa, mang cho yêu thương cuộc đời này nhiều nữa. Người Việt Nam. Tôi lắng nghe bản tin từ đài phát thanh. Giống như bao nhiêu ngày, tôi vẫn đi bộ qua khu phố cuối đường. Bình minh lên nắng, bình minh lên nắng. Từng dòng người qua. Hình như tôi sẽ đến nơi này. Ta-da-ta-da-ta-da. Tôi đọc báo công cộng rồi, tôi đứng nhìn vào dòng chữ hồng. Ngang tờ tem phiếu lên màu mưa, tươi mới trong ngày vừa lĩnh đường. Đồng lương, lòng vui sướng vô bờ lạ, nghĩ tới con thơ mình biết chạy. Chiều qua được nghe tiếng cha về hôm xưa mới chia tay cười vui mừng. Gia đình chú 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 chú. Phố thân quen sương mờ,
trong phố nam cửa ô nhộn nhịp nói cười, những gánh sen bên đường khoe sắc hơn dịu dàng trong tim xôn xa. Tình yêu tôi há, tình yêu tôi há, tình bạn tình ga, tình bạn tình ga, hồn nhiên giữa phố, hồn nhiên như thế tôi yên lòng. Ta la ta la ta la ta la ta la, ngồi đọc báo công công rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hầu ngỡ tờ tem phiếu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa lĩnh đường đồng lương, lòng vui sướng vô bờ là nghĩ tới con thơ mình biết chạy. Chiều qua được nghe tiếng cha về hồ giữa mới trên tay cười vui mừng. Đã qua mùa đông lạnh tê người từng lối đi, hàng cây lại rung động vì nắng xuân rực rỡ cùng hoa cỏ và lá non. Đã qua nhiều năm nhiều tháng dài còn thấy ai, lật qua từng trang đời mình ước mong tuần báo này sẽ còn được nhắc tên. Nhớ tôi đọc báo công công rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hồng ngỡ tờ tem phiêu lên màu mực tươi mới trong ngày vừa lĩnh đường đồng lương, lòng vui sướng vô bờ là nghĩ tới con thơ mình biết chạy. Chiều qua được nghe tiếng cha về hồ xưa mới trên tay cười vui mừng, ngồi đọc báo công công rồi tôi đứng nhìn vào dòng chữ hầu ngỡ tờ tem phiếu lên màu mừng tươi mới trong ngày vừa lĩnh đường đồng lương, lòng vui sướng vô bờ là nghĩ tới con thơ mình biết chạy. Chiều qua được nghe tiếng cha về hồ xưa mới trên tay cười vui mừng gia đình chú 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 chú. Xin cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cùng với ca khúc rất là dễ thương vừa rồi. Vâng, thực sự là khi mà tôi nghe cái bài hát này, tôi thấy cái tựa đề nó rất là thú vị. Đó là tôi đọc báo công cộng. Không biết là khi đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, anh muốn truyền tải thông điệp gì thông qua bài hát này ạ? Vâng, lời đầu tiên cho phép Ninh xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Với ca khúc Tôi đọc báo công cộng vừa rồi của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng thì Đinh Mạnh Ninh vừa mô tả lại một cái cuộc sống mà Ninh nghĩ rằng sẽ có những người trong số chúng ta ngồi ở đây vẫn còn nhớ đến nó. Đó là cái cuộc sống rất là yên bình cái thời bao cấp, và những cái hình ảnh ví dụ như là tem phiếu rồi là đồng lương thì nó rất là quen thuộc với những cái ký ức như vậy. Và qua cái ca khúc này thì Ninh cũng như nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng muốn truyền tải đến tất cả các quý vị ở đây, đó là một cái thông điệp về cuộc sống yên bình, luôn luôn có hạnh phúc, niềm vui, gia đình. Và sâu hơn nữa, đó chính là gần với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Đúng là như thế, ai cũng cần đến sự yên bình trong cuộc sống. Và đôi khi chúng ta ngồi bên ngoài, ngay sát với công viên, cầm một tờ báo để mà đọc, rồi sau đó quan sát dòng người trên đường như thế nào, chúng ta sẽ thấy rằng là nhịp sống của chúng ta thực sự là đang rất hối hả. Vâng, không biết là quý vị khán giả cảm giác như thế nào, chứ tôi khi mà nghe ca khúc này thấy trong lòng mình thư thái vô cùng, thưa quý vị. Cuộc sống đôi khi mà chúng ta sống chậm lại một chút thì có lẽ sẽ cảm nhận được cuộc sống này một cách rõ ràng hơn, một cái cách cảm cuộc sống vô cùng thú vị. Xin được cảm ơn Đinh Mạnh Ninh. Nhưng mà chúng tôi muốn là Đinh Mạnh Ninh sẽ đứng lại trên sân khấu để cùng chúng tôi làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi vì như MC Thị Vân vừa chia sẻ cùng với quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cần sống chậm lại một chút, và trên dòng phương tiện mà đang chảy ở trên đường thì đôi khi
khi chúng ta lái xe chậm lại một chút sẽ an toàn hơn cho tất cả chúng ta, đúng không ạ? Không biết lúc này quý vị có chung lựa chọn với chúng tôi không ạ? Đó là đèn vàng, đi chậm lại. Và xin mời Đinh Mạnh Ninh cùng với quý vị, cùng với chúng tôi sẽ hướng về phía màn hình và chúng ta sẽ cùng ra tín hiệu để bật chiếc đèn vàng ạ. 3, 2, 1. Vâng, tôi tin là tràng vỗ tay của tất cả quý vị cũng giống như chúng tôi đã lựa chọn đèn vàng. Và với sắc đèn vàng này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi đề cử với hạng mục thể loại khoa giáo. Hạng mục đề cử phim khoa giáo. Đi học bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, dàn hàng ngang, học sinh, thanh thiếu niên tham gia giao thông không an toàn. Đây là vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Xử lý nghiêm đối tượng thanh niên ngổ ngáo, phim khoa giáo của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh. Văn hóa giao thông, hãy không lơ là. Đó là chủ đề mà nhóm tác giả công an tỉnh Đồng Tháp gửi gắm trong phim dự thi của mình. Ở tỉnh Đồng Tháp, những sự vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao. Những khuyến cáo và kỹ năng tham gia giao thông an toàn đã được nhóm tác giả thể hiện cụ thể trong phim. Không dùng mũ bảo hiểm xe điện không vận hành. Sáng kiến của một học sinh tại Hòa Bình chính là đề tài mà nhóm tác giả đến từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình thực hiện. Trong tác phẩm Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh, nhóm tác giả đã giới thiệu những điểm đặc biệt, quá trình tạo ra và công dụng hữu ích của sáng kiến này. Cảm ơn bạn đã đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chúc bạn thuận lộ bình an. Thưa quý vị, và ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng với quý vị công bố giải nhất thể loại khoa giáo. Và chắc anh lại nhường tôi nhiệm vụ rất đặc biệt này đúng không ạ? Chắc chắn rồi ạ, xin mời chị Thị Vân. Rất là hồi hộp thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, và chúng ta đã có kết quả giải nhất hạng mục khoa giáo thuộc về tác phẩm Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh, nhóm tác giả Dương Thị Huyền, Nguyễn Hữu Toàn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Vâng thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhóm tác giả đã giành giải nhất thể loại khoa giáo. Chúng ta sẽ bước lên sân khấu để đến với phần vinh danh của Liên hoan phim năm nay. Và Thụy Vân xin được trân trọng kính mời Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị thường trực tổ chức giải thưởng, sẽ lên trao giải cho nhóm tác giả đạt giải thưởng. Vâng thưa quý vị, sáng kiến mũ bảo hiểm thông minh, khi đội mũ cài quay xong thì mũ sẽ phát ra thông báo xe mới nổ máy và di chuyển được. Đây là sáng kiến của em học sinh Lương Minh Hoàng ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vâng, xin được cảm ơn tràng vỗ tay của quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Trần Sơn Hà. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các tác giả đạt giải thưởng trong đêm ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời chị ạ. Chị có thể đứng gần Thụy Vân hơn một chút được không ạ? Vâng. Thưa quý vị, bây giờ thì Thụy Vân rất là nóng lòng muốn hỏi tác giả đạt giải ngày hôm nay là làm sao mà chị biết được cái câu chuyện này, và khi mà mình đến ghi hình đưa tin ấy, thì nó có khó khăn gì không ạ? Dạ, lời đầu tiên nhóm tác giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như là toàn thể khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Tôi xin chia sẻ một chút là rất tình cờ khi mà chúng tôi đi tác nghiệp ở tại trường của em Hoàng học và đã thấy em có một giải pháp sáng tạo này. Khi mà em sau những giờ học thì em đã có những cái mầy mò đối với các cái nguyên vật liệu để làm ra chiếc mũ, và xuất phát từ cái việc là rất là mong muốn các bạn học sinh đội mũ bảo hiểm, vì thế mà bạn đã tạo ra cái chiếc mũ bảo hiểm để nhằm tuyên truyền đến các bạn là tích cực đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ạ. Xin cảm ơn ạ.
Vâng, đó chính là một cái cơ hội để ngày hôm nay chúng ta được biết tới một cái sản phẩm rất sáng tạo của một em học sinh mới chỉ học lớp 9 thôi, nhưng mà đã có những cái trăn trở suy nghĩ về việc làm sao để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Không biết là quý vị có hồi hộp không, nhưng mà tôi thì đang rất là tò mò với chiếc mũ đặc biệt này, và anh Hạnh Phúc chắc là sẽ giúp Thụy Vân giới thiệu tới tất cả quý vị chiếc mũ này. Anh Hạnh Phúc đâu rồi ạ? Wow. Cảm giác của anh thế nào ạ? Cảm giác của tôi lúc này rất là tuyệt vời ạ. Tất nhiên là nếu như mà là đây không phải là đường thì lái xe trên đây là vi phạm an toàn giao thông rồi. Tuy nhiên thì tôi muốn giới thiệu cùng với quý vị chiếc mũ vô cùng đặc biệt mà tôi đang đội trên đầu. Đây chỉ là mô hình thử nghiệm thôi. Thưa quý vị, chiếc mũ này có điều đặc biệt, đấy chính là bộ phát tín hiệu ở bên phía tay trái đây ạ. Và phía bên trong cũng có một chiếc công tắc cũng rất đặc biệt. Nếu như mà người tham gia giao thông không đội chiếc mũ này lên thì thưa quý vị, vừa rồi chiếc xe này có thể đi lại dễ dàng ạ. Nhưng bây giờ thì có ga đến mấy đi chăng nữa thì chiếc xe này cũng không thể lăn bánh được. Vâng ạ, thưa quý vị. Tại vì sao lại như thế, quý vị đang rất là băn khoăn thắc mắc đúng không ạ? Mấu chốt là ở chiếc công tắc ở phía bên trong của chiếc mũ này. Rất là khó để mà nhìn thấy, bởi vì là đã thiết kế rất là đặc biệt rồi, để đảm bảo cả tính thẩm mỹ nữa. Chiếc công tắc này khi mà đội lên thì chiếc công tắc này sẽ được ấn vào và ngay lập tức sẽ được kích hoạt, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nếu như mà là người tham gia giao thông mà đội mũ và chiếc công tắc này được ấn vào thì chiếc xe này sẽ hoạt động như thế nào ạ? Chúng ta hãy cùng chờ đợi ạ. Cảm ơn bạn đã đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chúc bạn thượng lộ bình an. Học sinh trường trung học cơ sở Liên Sơn luôn chấp hành luật giao thông đường bộ. Tôi có cảm giác như là đây giống như một cái người bạn của mình ạ. Một người bạn mà nhắc nhở chúng ta là thường xuyên chấp hành an toàn giao thông để có thể giữ gìn được sức khỏe và tính mạng của mình. Thưa quý vị, nói thật với quý vị là trước khi lên sóng của chương trình ngày hôm nay thì Thiếu tướng Trần Sơn Hà có nói với Thụy Vân một câu là làm sao ngày hôm nay người dẫn chương trình phải truyền tải được thông điệp gửi tới tất cả mọi người để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách an toàn, để chúng tôi, lực lượng chúng tôi không vất vả nữa. Và đây cũng là điều mà tôi tin rằng rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này sẽ mong muốn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng hai MC chúng tôi đâu ạ. Chính các em học sinh, chính quý vị khi cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay đã cùng chúng tôi lan tỏa thông điệp an toàn giao thông đến với tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Và đây chỉ là mô hình thử nghiệm thôi, nhưng mà nếu mà chiếc mũ này mà được nhân rộng ra nhiều nơi thì tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm là điều tất nhiên, vì nếu không đội mũ bảo hiểm, xe sẽ không lăn bánh ạ. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng các tác giả đã đạt giải nhất của thể loại khoa giáo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất hy vọng rằng ngày hôm nay những thông điệp lan tỏa để chúng ta có thể thực sự thay đổi ý thức khi tham gia giao thông. Và điều quan trọng nhất đó chính là những người trẻ, những em học sinh đều có chung ý thức giữ gìn an toàn khi tham gia giao thông, thì những con số đáng lo ngại mà chúng tôi đưa ra từ đầu chương trình sẽ không còn nữa. Anh ấy không chạy quá tốc độ. Anh ấy không uống rượu. Nhưng anh ấy lại buồn ngủ. Buồn ngủ do căng thẳng mệt mỏi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thưa quý vị, cùng với sáng kiến về mũ bảo hiểm của em Lương Minh Hoàng và những hình ảnh tuyên truyền của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chúng ta vừa được theo dõi, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, khi mà chiếc đèn màu xanh được bật lên. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược từ 3 đến 1 được không ạ? Quý vị sẽ cùng đến với chúng tôi ạ. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chiếc đèn xanh của chúng ta cũng đã bật lên. Có rất nhiều những sáng kiến đã ra đời để góp phần nâng cao và làm phong phú những hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông. Không chỉ dừng lại ở phim, phóng sự mà các hình thức tuyên truyền còn được tổ chức dưới dạng là các cuộc thi ảnh hay là viết sách về an toàn giao thông.
Thưa quý vị, điểm mới của Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm nay là thể loại clip ngắn hay còn gọi là TVC. Năm nay thì tuy chưa có tác phẩm nào đạt giải nhất, thế nhưng mà các tác giả đã bước đầu thể hiện được khả năng của mình trong việc truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa trong một thời lượng phải nói là rất là ngắn. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tôn vinh các tác giả đạt giải nhì của ba thể loại phóng sự, khoa giáo và TVC trong liên hoan phim về an toàn giao thông năm nay. Và chúng tôi xin phép được công bố danh sách các tác giả như sau. Chúng tôi xin được chúc mừng và mời lên trên sân khấu nhóm tác giả Nguyễn Văn Lê, Tô Chí Linh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau với tác phẩm Giá như có chiếc áo phao. Vâng, và chúng ta đang đến với các giải nhì của thể loại phóng sự. Tiếp theo xin được chúc mừng tác giả Nguyễn Bá Trinh, tỉnh đoàn Quảng Ninh với tác phẩm Mũ bảo hiểm thông minh góp phần nâng cao ý thức về an toàn giao thông. Chúc mừng nhóm tác giả Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Vĩnh Long với tác phẩm Giá như. Thưa quý vị, và giải nhì của thể loại khoa giáo, chúng tôi xin được chúc mừng nhóm tác giả Công an tỉnh Đồng Tháp với tác phẩm Văn hóa giao thông hãy không lơ là. Và giải nhì của thể loại TVC, nhóm tác giả Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Phước với tác phẩm Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Và một giải nhì nữa của thể loại TVC, xin được chúc mừng nhóm tác giả kênh VTC14 với tác phẩm Giáo dục ý thức giao thông cho trẻ em bắt đầu từ người lớn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trưởng ban tổ chức liên hoan phim, và trân trọng kính mời Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, và ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ cùng lên trao giải. Trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến những giây phút vô cùng có ý nghĩa khi ngày hôm nay những tác phẩm về an toàn giao thông đã được vinh danh. Những tác phẩm này chắc chắn cũng đã góp phần lan tỏa thông điệp để giúp cho cộng đồng của chúng ta nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các tác giả đạt giải nhì của Liên hoan phim An toàn giao thông với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên năm 2017. Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa quý vị, có thể nói tai nạn giao thông luôn mang lại những mất mát và đau thương. Bên cạnh những nỗi buồn thì chúng tôi vẫn tin rằng luôn có những điều kỳ diệu tồn tại. Thưa quý vị, có những đứa trẻ được chào đời sau các vụ tai nạn giao thông. Một sinh linh mới được ra đời cũng là niềm tin và sự hy vọng sau những đau thương mất mát đó. Và một tia sáng nhỏ chúng tôi đã tìm kiếm được sau những vụ tai nạn thương tâm. Xin mời quý vị. Những giọt nước mắt, ánh mắt ngây thơ, nỗi đau có hình dạng thế nào mà ai cũng phải khiếp sợ. Hôm nay lại vào Chủ nhật tầm 12 giờ, tôi nghe có người gọi là bà Mây ơi, con bà chết hết rồi. Tôi nghe thấy tin ấy mà tôi chỉ ra ngõ, tôi kêu mấy câu là tôi ngất đi thôi. Ma men dẫn lối, người chồng chở vợ và hai người con đã gặp nạn trên đường. Đau đớn hơn là người phụ nữ lại đang mang trong mình một thai nhi 8 tháng tuổi. Cái thai phụ 36 tuần, hôn mê hoàn toàn rồi, tiên lượng kém, mẹ có thể không qua khỏi. Lúc đó thì quyết định là phải phẫu thuật ngay, nếu mà không khẩn trương là em bé sẽ mất tim thai. Ra đời được 2 cân rưỡi, da hồng hào, áp ga tốt. Không ai dám tin rằng tiếng khóc chào đời của em cũng chính là tiếng khóc chia tay người mẹ của mình. Sống sót kỳ diệu sau tai nạn giao thông, Cao Đại Trọng năm nay đã hơn 1 tuổi, lớn khỏe,
phỏng phao như bao em bé khác. Biến cố lớn trong quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng ngôi nhà này có em là hiện tại, là tương lai. Bà nội đặt cháu tên là Cao Đại Trọng, cháu đó đẻ vào ngày Trọng Đại. Nó nghĩ như thế để sau này nó rút kinh nghiệm ra. Khi đi giao thông là các cháu là cứ phải chấp hành nghiêm chỉnh theo pháp luật. Lon ton à, lon ton ơi, lon ton hồng, hồng son đôi gót. Lon ton à, lon ton ơi, lon ton hời, con bước vào đời. Thưa quý vị, có ai vẽ được hình dáng của những nỗi đau, chỉ biết rằng nó có hình dáng của những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người ở lại sau mỗi vụ tai nạn giao thông. Là tiếng khóc chào đời của đứa bé vừa chào đời, nhưng cũng là để tiễn cha và mẹ của mình đi về bên kia thế giới. Đó là nụ cười của đứa bé khi không còn cả cha lẫn mẹ nữa. Thưa quý vị, sau mỗi vụ tai nạn giao thông là những mất mát, đau thương. Thế nhưng những hình ảnh vừa rồi lại cho chúng ta thêm những hy vọng về sự sống, về những điều kỳ diệu. Và cuộc sống luôn là như vậy, chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng vào những điều kỳ diệu sau những tai nạn giao thông sẽ được giảm bớt khi có sự chung tay tuyên truyền và nâng cao nhận thức của tất cả mọi người. Vâng, có thể nói là chậm lại một phút có thể cứu được cả đời. Quý vị bây giờ có thể quay ra đằng sau lưng mình ạ. Trên chính chiếc ghế của quý vị có những bông hoa ruy băng màu xanh. Những bông hoa sẽ tượng trưng cho niềm hy vọng ấy, niềm hy vọng và tin tưởng về một xã hội tử tế và an toàn hơn. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng đồng loạt gắn những bông hoa ruy băng màu xanh này tượng trưng cho niềm tin, niềm hy vọng về một xã hội tốt đẹp hơn, tử tế hơn và an toàn hơn. Xin mời quý vị hãy cùng đeo ruy băng cùng với chúng tôi. Vâng, quý vị có thể đứng lên để chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn những bông hoa ruy băng màu xanh, những bông hoa của niềm hy vọng được gắn trên áo của mình hay không ạ? Vâng. Trong khán phòng của chúng ta đang có những hình ảnh vô cùng đẹp, những hình ảnh về bông hoa ruy băng. Và chúng tôi rất muốn quý vị hãy nắm lấy tay mình và hãy giơ thật cao bàn tay của mình lên để chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một xã hội với những điều tốt đẹp đang chờ đợi cho tương lai của con em chúng ta. Chúng tôi có thể nhìn thấy những cái nắm tay của quý vị được không ạ? Những cái nắm tay đoàn kết, và chúng tôi hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay, thông điệp của chương trình ngày hôm nay sẽ lan tỏa thật mạnh mẽ đến với cộng đồng, đến với tất cả mọi người trong xã hội. Vâng. Xin được cảm ơn những cái nắm tay thật chặt. Vâng, rất tuyệt vời thưa quý vị. Như vậy là thông điệp về an toàn giao thông của chúng ta đã được truyền tải một cách thành công qua sự kiện liên hoan phim về an toàn giao thông. Và bây giờ hãy hát cùng với các em thiếu nhi, hãy hát cùng với những bạn trẻ mầm non của đất nước để chúng ta hiểu được rằng thông điệp này đã được sự được lan tỏa. Tình yêu cuộc sống, chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Hành công luận giao thông đã mang đến.
hạnh tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Là tình yêu cuộc sống, chúng em phải an toàn giao thông, là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên, đi trên đường ta không lặng lẽ, đi trên đường ta không dàn hàng ngang, cầm đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Mầm non tương lai ngày hôm nay, nếu như được bồi dưỡng giáo dục về ý thức an toàn giao thông, chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn. Và ngay cả người lớn chúng ta, những tấm gương phản chiếu để con trẻ soi vào hơn lúc nào hết, lại càng luôn luôn ý thức về việc chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, Liên hoan phim An toàn giao thông năm 2017 đến đây đã đạt được rất nhiều những thành công tốt đẹp cùng với những giải thưởng ý nghĩa trao cho các tác phẩm, và hy vọng rằng từ đây những tác phẩm này sẽ lan tỏa trong cộng đồng và phát huy được sức mạnh của mình trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Và bây giờ thì chắc là chúng tôi sẽ phải nói lời cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị đại biểu, của quý vị khách quý cùng tất cả những em thiếu nhi đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!